Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Minh Vlog. Hôm nay thì như mọi người thấy, mình sẽ đốt các cái gỗ mà hôm trước nấu nồi bánh chưng. Nồi bánh chưng xong thì thừa củi nhiều quá, cho nên là bây giờ phải đốt. Đốt không hôm sau là mưa xuống là không có cơ hội để đốt đâu. Đấy, đám lửa nó xuất phát từ cái lửa của một máy lửa nhỏ như này, nhưng mà sau bây giờ là trong một thời gian đốt là nó lớn như vậy á. Mọi người có thể hiểu được ý nghĩa của ngọn lửa nhé. Đây là một cách rất là tốt để mà đuổi muỗi đi mọi người ạ, bởi vì là ở đây sát bờ sông cho nên là muỗi rất là nhiều và ở đây gần đống lửa quá nên là rất là nóng. Ui giời. Đây, mọi người có thể xem củi rất là nhiều. Hôm bữa anh em chúng tôi đi gom củi về để nấu bánh chưng đón Tết Nhâm Dần, nhưng mà bây giờ bánh chưng thì ăn gần hết rồi mà củi để nấu bánh chưng thì vẫn còn, cho nên là phải đốt đi để một năm mới được toàn vẹn. Để chứ đứng vì là gần lửa cho nên là rất là nóng, cho nên là mình phải đứng xa, không chỉ là bỏng da mất. Còn mấy cái củi mà nó rơi xuống ở chỗ đó thì tí phải dùng ven để đem nó vào. Đây là khu vườn của nhà mình nhé. Phía sau nhà, ở đây là khu vườn nơi mà để rác, đây là rác để đốt, rồi là các chai nhựa sau khi sử dụng, là rau. Thu đủ thì thôi rồi luôn đấy. Là rau muống. Đu. Ôi, không thấy được. Đu xây trái thôi rồi. Cây này là cho trái 2 lần rồi. Bơ. Và chúng mình cũng có chôn rác. Chôn ở cái chỗ này là để chôn rác. Rác hữu cơ. Rác phân hủy. Chôn để bảo vệ môi trường. Ngoài này là cái con sông, con kênh. Giường nước. À, con kênh. Rất là rộng, rất là nhiều giường nước. Đây. Bỏ hết tất cả các củi thừa vào. Và bây giờ là chỉ có đợi cho nó cháy xong nữa thôi. Còn mấy cái củi này thì để lần sau. Hôm nay đốt về là quá nhiều rồi. Đốt nhiều quá rồi. Lỡ như bên kia nó bốc cháy kìa đi. Nhà hàng xóm người bên kia chết luôn. Và sau khi đốt xong thì chúng ta có thể lấy mùn nó để tưới cho cây, bỏ vào gốc cây để tăng chất dinh dưỡng cho đất, cho cây. Đấy, cái mùn kia là rất là tốt cho cây đấy. Cháy rất là mạnh. Mình đứng gần đây mình nóng quá. Ôi. Rồi. Đây là kết quả của buổi chiều ngày hôm nay. Sau một thời gian thì bây giờ nó là tất cả củi
lúc nãy củi lúc nãy cũng đã thành tro tàn, tất cả cũng chỉ trở về tro bụi. Ok, goodbye everyone, nhớ đăng ký kênh ủng hộ của mình nha.